Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh AS Mobile. Nào, kia. Mày nhìn tao hả? Mày kênh tao hả? Kênh hả? Mày kênh không? Rồi, ok. Thì hôm nay mình sẽ bắn chung với quý cày nát. Nát ranh. Gọi là quý cày đó nha các bạn. Đặt tên là vậy đó. Rồi, liệu rằng ván này mình có lấy top được hay không, các bạn hãy chờ xem nhé. Trong khi xem, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nha. Ở đâu đây? Lũng hả? Lũng. Để tí. Thông. Thông hay lũng? Cảng. Cảng thì cảng. Cảng anh khó bắn muốn chết. Bắt bắn cảng hoài. Rồi, trên hết. Ok. Và với khuôn mặt này không biết mình có thể đi dọa được ai hay không. Ấy, bay đi đâu vậy? Hay mà hay ghét nó bắn trước. Ừ, bốn đứa. Vui. Anh nghĩ là nên ở ngoài thôi. Mà mình vừa lót ngoài thôi chứ. Lơ. Đợi cạn lót đủ đồ rồi vô cam. Anh thường có giáp hay không? Sấy em ơi. Sấy. Nè, qua đưa sấy cho nè. Nóng ba luôn nè. Sấy dưới đây nha. Có nè. Có rồi hả? Sấy có chưa? Không. Chưa nè. Đó, xuống lấy sấy đi. Chà, bắn nhau trong cái xã. Sấy bên này nữa nè, đạn nè. Ngay bàn á. Chà. Ở ngoài đấy kìa. Hả? Nhà L nó bắn vô luôn nè. Có hả? Lên bên này. Mình đang nhìn lại. L nào? Nhà L bên ngoài rồi đạn gớm á. Ghê vậy luôn hả? À, thấy rồi. Hướng 120 nha. Đang chạy vô nhà trailer. Núp sau chuồng chó. Trên nhà trailer có luôn nha. Bắn thằng ở dưới á. Anh nghĩ là nên cam. Không giáp rồi. Hả? Không qua luôn. Công phải không? Hai chứ mấy. Chưa giáp. Rồi, nó bắn cái trọt thôi. Rồi, bên kia thằng nữa kìa. Nhảy cái gì mà nhảy. Ôi, gì kỳ vậy. Đậu xanh. Làm còn nữa nó sâu phải lòn qua đây bắn 120 mấy máu nó rồi mà nó vẫn. Vẫn sống da huyền hậu luôn. Quay tay. Ê, cho bình máu rồi. Cho anh bình máu. Rồi, cảm ơn. Ngoài cảng chưa nha. Ủa, anh thấy em dục hai bình mà. Sao? Sao có được bình nè? Còn bình nào không? Không bình. Không bình ơi, thấy mà. Đây rồi. Mày bắn trăm hai mấy máu rồi. Anh được. Thì vô cho đủ lại tiêu cản đây. Anh nghĩ là ra cản đi. Mình vô nơi. Sao đúng là không có giáp không máu gì hết. Cạn còn không? Còn. Đây là cam lại. Rồi đứng nhảy bắn cái hàng rào khó chịu vãi. Ở cái hàng rào mình đứng chơi. Xa hàng rào nó khó chịu luôn.
nhà nè, chị nó rớt rồi. Có xe em. Cản vô, cản vô. Cản vô, cản vô. Ok. Em bắn anh. Dầu rồi, dầu rồi. Ơi bom kìa. Em lấy đi. Em đứng ngoài cho. Thằng này bị dí anh ơi. Hả? Nghèo bảy rồi. Nó bị dí thằng này nghèo bảy luôn. Vậy là còn nữa. Máu không? Nè, em lắm á. Chỉ tục quay nha. Chửi gì anh, em có chửi gì đâu. Ừ, chắc không chửi gì đâu. Ồ, nước đẹp ha. Dạo này mặt nước được chăm chút. Đẹp hẳn ra. Ủa, đậu xanh. Trời, con giáp là con máu rồi, trời ơi. Anh có cái nón ba nè. Em có cái nón ba. Rồi luôn. Mày chạy anh chạy dưới đường hả? Ừ, giàu rồi. Dâu rồi. Miêu ra. Cho anh 2 bình máu thôi được rồi. 3 bình thôi cũng được. Trời ơi, trời ơi nó giàu rồi. Trời ơi, băng động 3 nè. Nó xe này đúng là shipper rồi nên nó lụm mấy cái băng đạn là 2 cái này tay súng 3. Giáp 3. Trời ơi, giáp 3 còn miếng à. Nóng 3 nè. Ồ. Tay súng 3. Ui, dâu. Vậy là dâu. Lụm đồ đi chết bãi. Nè, máu đen cho. Đó. Ok, như vậy là đủ đồ rồi. Máu anh ơi. Máu cầm rồi. Hết rồi. Cho em đi. Cho nè, ra đây nè. 2 bình thôi. Không có nhiều, được anh được 4 bình nè. Để anh bú với chứ. Rồi, rồi. Shipper. Máu nè. Đạn trong đây luôn nè. Đạn không cầm. Tay cầm 3 nè. Ui cha. Nhiều máu nè. Tiêu rồi. Yêu giáp à. Nấm. Ủa cái nấm gì lạ à, phải. Kệ sao mặt này không kệ tê nữa đâu. Rồi rồi chặt em chưa lo xong rồi. Má không đúng nhiệm vụ. Có gì chứ nè. Hàng đủ 80 nhận 5 cái bông 80 gì à. 80 phút con nữa. Nguyện vọng làm cái clip cái lên người hộp một ht ăn gọi anh ơi đúc đi đúc đi không có giáp được cái đủ người ta này nhẹ lòng ghê đúng không ta sao mấy ngày trăn trọc rồi đỡ hơn anh rất là mệt. Các bạn biết đấy, mình thì vừa làm công việc ngoài vừa làm clip.
nên là nhiều khi có những cái là rất là mệt vất vả, để các bạn thông cảm. Trời ơi, thật em. Tưởng cái gì á, tưởng thằng gặp thằng nào móc súng ra liền nha, dễ đâu. Bao lô 2 nè. Đạn thì không cần, cần giáp thôi trời ơi. Phụ kiện đầy đủ rồi. Máu nè. Chỉ một cái giáp thôi chứ không chờ nó giáp một đi. Cầm giáp này gô da nó bắn chắc. Hai đứa chạy dưới nè. Tiễn nhanh. Còn thằng công em ơi, công. Hàng công. Lê à. Dạ thật đúng. Giáp em ơi. Anh thằng trên nha. Chị bay rồi. Này đó bay giáp rồi, này bay giáp 2 nè. Chị bay giáp rồi. Quay tay. Đâu rồi, thằng kia đâu rồi? Nằm dưới đó anh. Anh đâu thấy đâu. Cái hòm trời đó. Trời ơi. Cái hòm nó đâu rồi em? Hòm nó nằm dần dần ở đây nè. Trời không ơi. Thấy. Giáp mà dư không anh? Nó lượm hết giáp rồi. Không có. Làm gì có cái giáp nào. Ông trời ơi, ông trời đâu rồi? Cho con cái giáp 3 đi. Mà nào hình nó đẹp chứ không ta? Ôi. Chết luôn á. Từ từ. Rồi thính nha. Cắn nha. Nghĩ sao bắn hàng lấy AW. Bỏ đi. Không, bắt bắn AW ha. Không có giáp được không. Bắn Sutro scan không lại người ta. Chết chóc hồi nãy nè. Cũng đủ cho anh cho lớp máu ra. Mẫu nhiều lắm, anh ba lô không đủ. Em làm cho. Anh đi giờ cân giáp anh, hay giảm cái cân giáp này em bo vậy. Nhân vật giáp mà. Ui, bo kìa. Rồi, anh nghĩ là mình nên cam những thằng trên đồi xuống á. Sau thùng đi cam đi. Cam ngon không? Quá ngon. Bên em có người nào xem không em? Không anh ơi. Bên em 8 người. Cái này, em nghĩ là cái này bị lỗi. Ở độ phòng đó. Này nó bắn sao không có giáp. Con mày bố nhà là. Quán anh xe gần không có giáp. Làm bể, gần bể giáp rồi em ơi. Bán trên nhà, trời ơi sướng vậy. Đậu phòng cái thính nha. Mày đang chạy nè. Đâu rồi? Vô ra. Hồi qua tới nơi kìa. Đâu rồi? Thằng xa gần, thằng gần ở đó anh. Thằng gần đâu? Gần đó, nhà cổ trước mặt anh đâu có nhà bể trước mặt anh đó. Không. Chắc không. Ủa, nó không lúa đầu ra mà nó bắn được kìa. Địt mẹ. Nằm xuống em ơi, anh thấy đó rồi nè. Em quay đó rồi, bắn nó lúa đầu ra. Dốc. Cái gì? Nó tới kìa. Nó chạy trên đồi anh, trên đồi anh. Đậu xanh. Trăm rưỡi. Bắn đâu vậy? Trăm rưỡi.
Trời, gan trăm vô đi em, vô đi em, hết máu rồi, vô đi. Làm ơn, ly. Nó quăng bom kìa. Trời ơi, xém tóc mặt. Hậu quá. Anh lên đẩy lên nè. Lên, cái gì nó cũng phải vừa phải thôi chứ. Quá cay quá nha. Bà nó ngắt phải. Ở đâu nha. Là quốc chính là em nghe đâu gần ở gần á, gần nè. Đồng hạt mà 40. Ôi ơi. Trên nhà kìa. Còn 2 thằng á, 3 thằng, 4 thằng. Đông nhỉ. À bà cũ gì đâu, 4 thằng của em rồi nè. Bắt tôi lên nha. Ok. Sau lưng không có ai đâu. Chỉ có trên đó thôi. Trên đồi. Trên đồi, trên đồi. Nhà lại đẹp rồi. Trên đội kìa, chạy lên kìa. Con đừng nhắc lên nông nổi kia. Rồi, rồi KS rồi. Mấy anh đưa nó cú, anh gửi nó kìa luôn. Trên đội kìa, trên đội kìa. Trên cục điện. Trên cục điện em ơi. Không ổn đâu, không ổn đâu, chạy bo đi em. À, tấm 1 rồi. Được không, được không? Ok, hay quá. Đâu nữa, đâu nữa, đâu nữa. Bên đây 2 đứa bên này à. À, chuẩn bị rồi. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nha.